Sáng nay ngày 6 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và đông đảo các em học sinh trên địa bàn huyện Long Phú. Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng luôn dành sự quan tâm triển khai thực hiện nhiều chính sách, tổ chức các hoạt động thiết thực dành cho trẻ em, chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em. Toàn tỉnh có 301.216 trẻ em, chiếm 25,10% dân số, trong đó 3.270 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 36.449 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2023, các địa phương hỗ trợ trên 75.000 phần quà, 509 suất học bổng, xe đạp, 210 nhà tình thương và trao hàng ngàn dụng cụ học tập, đồ dùng sinh hoạt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 3.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 60 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Có 117.464 trẻ được cấp thẻ bảo hiểm y tế và 100% trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển đạt 100%. Riêng đối với huyện Long Phú, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em được địa phương xác định là việc làm thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Công tác chăm sóc và bảo vệ giáo dục trẻ em được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các phòng ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, ban giám hiệu, quý thầy cô, các doanh nghiệp và các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện luôn quan tâm đóng góp cho quỹ bảo trợ trẻ em huyện Long Phú, từ đó tạo điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc và giúp đỡ, tặng quà, tặng học bổng cho 1.576 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo học tốt, trẻ em khuyết tật, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong các ngày lễ Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và các hoạt động khác với tổng số tiền là 1.514.000.000 đồng, giúp các em được học hành, vui chơi và phát triển trí tuệ. Với sự quan tâm dành cho trẻ em đã tạo ra những thay đổi thiết thực đem đến một môi trường sống tốt đẹp hơn cho trẻ em. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, hiện nay vẫn còn hơn 29.000 trẻ em sống trong gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trẻ em bỏ học khi chưa học xong chương trình trung học cơ sở. Trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội, trẻ em sống trong gia đình có cả cha mẹ đi làm ăn xa và trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự quan tâm, trợ giúp. Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đối với trẻ em, nhất là thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng hành động vì trẻ em diễn ra trong một tháng, từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6. Nhưng đây là nhiệm vụ xuyên suốt lâu dài của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Ta phải tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thực hiện tốt các yêu cầu về luật trẻ em, quyết định số 23 của Chính phủ về phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trong giai đoạn 2021-2030 và các chương trình đề án về trẻ em, để thông qua đó trẻ nhân nâng cao được nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, của các cấp chính quyền trong việc chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Thứ hai, rất muốn tất cả chúng ta, đặc biệt là các cấp ủy chính quyền, phải tăng cường phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, giáo dục cho các em biết kỹ năng phòng ngừa để giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ, chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ trẻ bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là đuối nước, để từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh và là điều kiện để các em phát triển toàn diện.
Bên cạnh trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và xã hội, tôi cũng rất muốn mỗi gia đình nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ để cùng chung tay xây dựng môi trường gia đình an toàn và chăm sóc tốt nhất cho trẻ. Thực sự là tỏ ấm yêu thương để cho trẻ em phát triển toàn diện. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước. Tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em. Tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và các nhà tài trợ đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Long Phú và đóng góp thông qua quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trên 900 triệu đồng để tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Sóc Trăng.